Bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Vị đại quỷ vương trụ về sanh mạng đây, đã từng trải qua trăm ngàn đời làm vị đại quỷ vương, ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh và lúc tử. Bậc đại sĩ này vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ, chớ thật ra không phải quỷ. Quá 170 kiếp sau, ông ấy sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp tên là An Lạc, thế giới tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những việc của vị đại quỷ vương đó thì không thể nghĩ bàn như thế. Hàng trời người được độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng. Lược giảng, quỷ vương bạch cùng Đức Phật rằng: Quỷ vương chủ mạng rất tự tại, cho nên làm chúa quỷ cũng không đến nỗi tệ lắm. Ông ta muốn cho ai sống thì người đó sống, muốn cho ai chết thì người đó phải chết. Chính vì sinh mạng của tất cả mọi người đều nằm trong tay quỷ vương chủ mạng, cho nên nếu ông ta là kẻ tham lam, chịu ăn hối lộ như bọn quan lại tham ô ở thế gian thì nhất định ông ta sẽ rất giàu có và thế giới này sẽ đông đúc hơn nhiều. Thuở trước lúc Pháp sư Đạo Xanh giảng kinh thì có một con quỷ thường đến lắng nghe rất chăm chú. Một hôm ngài Đạo Xanh bảo quỷ hãy đi đầu thai làm người, thì quỷ trả lời rằng: 3.000 năm nay tôi làm quỷ đã không phiền não cũng không sầu, Xanh Công bảo tôi đi làm người, chỉ sợ làm người làm chẳng xong. Ngã kim tác quỷ tam thiên thu, dã vô phiền não dã vô sầu, Xanh Công giáo ngã vi nhân khứ, chỉ khủng vi nhân bất đáo đầu. Ý quỷ nói rằng tôi làm quỷ tính đến nay đã hơn 3.000 năm rồi, tôi chẳng có phiền não và cũng chẳng phải lo âu phiền muộn gì cả. Này ngài Đạo Xanh bảo tôi đi làm người, song tôi chỉ ngại rằng mình làm không được chu tất thì sẽ tạo tội, cho nên tôi thà cứ làm quỷ mà hơn. Quý vị xem, kẻ làm quỷ thì cho rằng làm quỷ cũng không đến nỗi nào. Người Trung Hoa có câu nói đại ý rằng những kẻ ăn mày mà đã đi xin ăn được 3 năm rồi thì có cho họ nên lên làm vua họ cũng chẳng muốn làm, bởi vì họ sống tự do quen rồi. Gã hành khất đi ăn xin được 3 năm thì cho dù được mời lên làm hoàng đế gã cũng không ham. Kẻ làm quỷ được hơn 3.000 năm, quý vị bảo đi làm người kẻ ấy cũng chẳng muốn, bởi vì quỷ ta cảm thấy làm quỷ thì không có phiền não cũng chẳng phải lo âu phiền muộn gì cả. Xanh Công tức là chỉ Pháp sư Đạo Xanh. Quỷ gọi ngài là Xanh Công, ngài Xanh. Cho nên khi quý vị sang đến Đài Loan để thọ giới năm 1969, nếu gặp các lão giới sư như Pháp sư Ấn Thuận chẳng hạn, quý vị có thể gọi ngài là Ấn Công, ngài Ấn. Tức là chỉ dùng một chữ trong tên hiệu của ngài để gọi thôi. Trong hai chữ Ấn Thuận, quý vị cảm thấy chữ nào thuận miệng thì gọi bằng chữ đó, không hạn định chữ trên hay chữ dưới, chữ trước hay chữ sau. Lại như Pháp sư Đạo Nguyên, lẽ ra quý vị phải gọi ngài là Đạo Công hoặc Nguyên Công, song hiện nay quý vị đi thọ giới, Pháp sư Đạo Nguyên sẽ là đắc giới hòa thượng của quý vị, thì quý vị không thể gọi ngài như thế được nữa. Vậy thì phải xưng hô như thế nào? Vì quý vị sẽ thọ giới với ngài, cho nên quý vị phải gọi ngài là đắc giới hòa thượng. Bởi ngài là đắc giới hòa thượng, nếu quý vị đến thọ giới với ngài mà lại gọi ngài là Đạo Công hay Nguyên Công, tức là thiếu cung kính. Quý vị phải gọi ngài là đắc giới hòa thượng, như thế là tỏ lòng kính trọng, rất mực cung kính đối với ngài. Còn đối với các giới sư khác thì thế nào? Thì quý vị đều gọi các ngài bằng một chữ trong tên hiệu của họ, đừng dùng cả hai chữ, và phải nhớ kèm thêm chữ công ở đằng sau. Ngoài ra, nếu gặp những người xuất gia khác, trong lúc nói chuyện quý vị đều phải chắp hai tay lại, mắt không được nhìn người ta chằm chằm, mà phải mắt quán mũi, mắt nhìn xuống mắt mũi. Nói chuyện với bất cứ ai cũng phải nhớ thâu nhiếp thân tâm. Vì quý vị sắp sửa đi thọ giới, do đó này tôi truyền dạy giới luật Phật giáo cho người phương Tây quý vị. Quý vị cần phải hết sức chú ý mới được. Sang đến bên đó, Đài Loan, nếu quý vị hành trì đàng hoàng nghiêm túc, thì sẽ khiến cho người ta có ấn tượng tốt về người Tây Phương, và ai nấy sẽ phải trầm trồ. Ồ, thì ra người Tây Phương giữ giới luật cũng rất tinh nghiêm. Nếu quý vị đến đó mà còn không chịu tuân giữ quy củ, thì người ta sẽ lắc đầu ngao ngán: Ôi ông này không xong rồi, tu hành chẳng ra gì cả. Và như thế là quý vị đã làm mất thể diện của toàn thể người Tây Phương, khiến cho sau này nếu có người Tây Phương nào muốn xuất gia e rằng cũng chẳng có ai dám thâu nhận. Không được, mấy người đó không tu hành được đâu, đừng thâu nhận họ. Vì thế tất cả quý vị bất luận là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, đến bất cứ nơi nào thì cũng phải nêu gương tốt, phải thận trọng tuân giữ quy củ phép tắc, không được bê bối chạnh mảng.
Quý vị hiện nay có 5 người đi chung với nhau, khi sang đến Đà Lạt thì trước hết quý vị hãy thỉnh cầu một việc. Thỉnh cầu việc gì? Quý vị hãy xin phép được ghi âm, bởi vì trong số quý vị thì có người hiểu tiếng Trung Hoa mà cũng có người không hiểu được. Do đó, khi đi, quý vị hãy mang theo máy ghi âm và máy chụp hình. Có sự việc gì quan trọng thì có thể chụp hình để mang về. Lại nữa, trong suốt thời gian thọ giới, bất cứ vị pháp sư nào khai thị, quý vị đều có thể đặt máy ghi âm để thâu. Sau đó, 5 người quý vị họp nhau lại, người nào hiểu tiếng Trung Hoa thì phiên dịch sang Anh ngữ cho những người không hiểu nghe. Sau mỗi buổi giảng đều nên làm như vậy. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì quý vị chớ nên nghỉ, quý vị cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay có những việc gì thì nên nói rõ cho những người không hiểu tiếng Trung Hoa đều được biết. Nếu quý vị làm được như thế thì sẽ có sức mạnh của sự đoàn kết. Đừng nên sang đến đó học xong rồi mà cái gì cũng vẫn không biết cả. Có thể nói đây là lần đầu tiên có nhiều người Tây Phương đi thọ giới như thế này. Trước đây chưa từng có. Quý vị sang Đài Loan thọ giới hãy học tinh tường các quy củ phép tắc để trở về có thể truyền đạt lại cho người Mỹ sau này. Năm nay quý vị đi thọ giới trở về rồi, thì sang năm hoặc năm tới nữa, chúng ta cũng có thể tổ chức truyền giới tại đây, khai mở một giới đảng ngay tại Hoa Kỳ. Muốn mở một kỳ truyền giới thì cần phải thỉnh được 10 vị hòa thượng để có được tam sư thất chứng, 3 vị làm giới sư, 7 vị làm tôn chứng. Nếu thỉnh được nhiều vị hơn thì càng tốt. Quý vị chính là nhân tài cơ bản trong công cuộc khai sáng Phật giáo tại Hoa Kỳ, cho nên chuyến đi này hết sức quan trọng. Vậy lúc bấy giờ, quỷ vương chủ mạng bạch cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: xin Đức Thế Tôn chớ lo, cúi xin Đức Phật chớ bận tâm về việc đó nữa. Trọn đời con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phủ Đề, làm cho lúc sanh lúc tử đều được an vui. Con nay làm quỷ, con nguyện cho đến hết thời kỳ phải làm quỷ của con, trong từng ý niệm, trong mỗi khoảnh khắc, con đều lo cứu hộ chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phủ Đề. Dù là khi họ sanh ra hoặc lúc chết đi, con đều khiến cho họ sanh được bình yên, chết được an ổn, không xảy ra những việc rủi ro ngoài ý muốn.